Xin chào mọi người. Hồi tối hôm qua mình ngồi với anh em tới giờ này mà chuẩn bị tới đây là mình đi ngủ. Thì hồi tối hôm qua cái phát trực tuyến là mình làm ở trên cái nền tảng TikTok, và mình đã công khai tuyên bố cho bạn cái khung giờ nó công nhận cái spot Bitcoin ETF trong cái phát trực tuyến hồi tối hôm qua lúc 11 giờ tối trên nền tảng. Mình đã đăng nó lên trên cái nền tảng ULUP Tiền Academy. Mình cho bạn cái khung giờ là gì? Từ 3 tới 4 giờ. Và đâu khoảng cỡ 4 giờ là nó công nhận cái spot Bitcoin ETF. Cái sự drama, có gọi là cái sự rắc rối, bỏ lên, đăng lên, rồi xóa xuống, vân vân và vân vân. Mình đã làm một cái video 30 phút cái phát trực tuyến buổi sáng ngày hôm nay, đâu khoảng cỡ 4:30-5 giờ sáng cho anh em, đã kể chuyện gì đã xảy ra vừa rồi, vân vân vân. Thì có hai cái phát trực tuyến. Thì cái đầu tiên công nhận á, là mình cho bằng cái khung giờ 3 giờ tới 4 giờ nó sẽ công nhận. Tại sao mình có thông tin như vậy? Ok. Và đây cũng giống như cả trăm lần khác, chủ yếu là cái nguồn 3 giờ tới 4 giờ mình nói nó sẽ đóng dấu checkmark, đúng không? Ethereum trong cái phát trực tuyến vừa rồi lúc mình ngồi với bạn thì nó nằm đâu ở cái con giá là 2.500 20 mấy. Thì mình nói cái con giá kế tiếp nó sẽ va chạm là 2.600. Và những người nào cập nhật tín hiệu với mình thì rõ ràng mình có cái con giá kế tiếp là 2.635 thì vừa rồi nó va chạm hết tất cả những cái đồng đó, những cái thứ đó. Thì và trong cái phát trực tuyến hồi tối hôm qua, hai ngày vừa rồi, thì mình nói nếu mà nó công nhận cái spot Bitcoin ETF, giá có thể quay lại cái đỉnh cũ vừa rồi của nó là 48.000, và giữa cái vùng 48 và 50.000. Thì cái chuyện đó chưa xảy ra. Có thể là nó xảy ra trong cái ngày hôm nay. Có thể là nó xảy ra cuối cái ngày hôm nay. Cuối cái ngày hôm nay ở Việt Nam có nghĩa là bắt đầu một ngày mới ở bên Mỹ, có nghĩa là ngày 11. Tất cả mọi thứ đã được công nhận. Mười mấy cái nền tảng đã được công nhận cho giao dịch. Ok. Đã công nhận ngày 10, nhưng tới ngày 11 là tối ngày hôm nay nó mới vô, gọi là nó mới vô giao dịch. BlackRock, ok, thông tin rò rỉ là nó đã có khoảng cỡ 1 tỷ đô la có thể trong 24 tiếng, đồng tiền rock vô spot Bitcoin ETF riêng cái nền tảng BlackRock không thôi lên tới 1 tỷ đô la. Thì nó là vậy, mình không nói tới 10 cái nền tảng khác nữa. Rõ ràng có một người bạn hôm nay nhắn là cái spot, gọi là cái vàng ETF, ok, nó sau khi cái spot Bitcoin, sau khi cái nó được công nhận cái spot cái vàng ETF thì nó tăng đâu 300-400% gì đó. Thì nó Bitcoin cũng như vậy hay là sao? Okay. Một thời gian dài nó mới tăng như vậy. Okay. Riêng Bitcoin và vàng đeo tay khoa cũ là hai cái con, gọi là hai cái gì? Hai cái tài sản khác nhau hoàn toàn. Và cái thứ hai nữa, vàng đeo tay khoa cũ là gọi là đồ cổ lỗ sĩ. Cổ lỗ sĩ. Nha. Và tại sao nó cổ lỗ sĩ? Thì mình đã chia sẻ cả ngàn lần rồi chứ không phải là một lần trên cái nền tảng Tiền Academy ULUP. Cho là một ví dụ, bây giờ ngày mai bạn đi ra ngoài đường, bạn muốn mua một chiếc xe Honda, chẳng lẽ bạn lấy cái cục vàng đó bạn cắt khúc ra bạn đưa cho người ta không sử dụng được? Ok. Còn riêng ở đây không quan trọng bạn vận chuyển một tỷ đô la hay là vài xu vài cắt, chỉ qua đâu khoảng cỡ vài giây là đồng tiền đã từ điểm A cho tới điểm B. Thì nó là vậy. Thì nó là hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng cho những người nào không có theo dõi
nhà không có cái kiến thức ban đầu. Đây là lần đầu tiên mười mấy quỹ lớn nhất thế giới nhảy vô cùng một lúc để đăng ký cái spot Bitcoin ETF. Còn riêng vàng hồi đó đeo tay thì đâu bao nhiêu nền tảng đâu. Ok. Thì nó là vậy. Về chi tiết sâu xa thì mình đã làm cho bạn rồi cái phát trực tuyến hồi tối hôm qua lúc 11 giờ tối. Mình ngồi với anh em đâu tới khoảng 12 giờ, một tiếng đồng hồ. Cái phát trực tuyến thứ hai ngày hôm nay là lúc đâu khoảng cỡ 4 giờ mấy, 5 giờ sáng. Ngay 5 giờ sáng mình cũng có một cái phát trực tuyến. Những cái người anh em, những gọi là những người chiến binh đã thức qua đêm với mình, đúng không? Trên cái nền tảng X. Ok. Mình trao đổi thông tin, mình vân vân và vân vân, và mình cho cái tín hiệu là tín hiệu Ethereum vừa rồi để chốt đơn. Đồng tiền vừa rồi là được rót vô Ethereum bởi vì những cái người lãnh đạo nước Mỹ lại chọn Ethereum để mua và đẩy giá lên và chỉnh sửa giá. Bởi vì vậy, nghe Ethereum bay một cái vèo đi lên. Và không chỉ vậy, nó trùng hợp với những cái sóng mình chia sẻ cho những anh em cập nhật tín hiệu với mình. Và vừa rồi nó đã lên tới cái mức là 26.035, là con giá. Nếu bạn quay lại cho những anh em là trả phí cho nó thì bạn biết con giá nó là gì. Ok. Vừa rồi đã chạm được con giá là 26.035. Chuyện gì xảy ra kế tiếp với đồng Ethereum? Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp với đồng Solana? Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp với đồng Avalanche? Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp với cái đồng BTC? Nhớ, hồi hôm qua lúc mình ngồi với bạn thì mình cho bạn cái khung là 48 cho tới 50. Nhưng cái câu chuyện nó đã được thay đổi. Và tín hiệu, mình đã làm cho bạn một cái tín hiệu đâu khoảng có 1 giờ sáng gửi thẳng vô trong hộp thư của bạn rồi. Thì 1.000.000% bạn phải biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Vậy thôi. Cho những người nào vẫn còn thắc quá mắc, quay lại coi cái phát trực tuyến vừa, coi cái video tín hiệu vừa rồi đã nằm trong cái Zalo của bạn. Vậy thôi, mình tranh thủ nhắm mắt chút xíu nha. Và sẽ nhắm mắt, nghỉ mắt chút xíu rồi sau đó mình chuẩn bị thức dậy bây giờ là mình cập nhật tín hiệu cho bạn. Tối hôm nay là một ngày cũng giống như cậu giống như hồi hôm qua. Tối hôm nay là một ngày dao động. Ok. Đồng tiền mới bắt đầu rock vô cái spot Bitcoin ETF. Ok. Bao nhiêu tiền? Riêng BlackRock thì đang nói về con số 1 tỷ hoặc hơn trong 24 giờ giao dịch. Còn những nền tảng thì khác thì sao? Vân vân và vân vân. Vậy thôi, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tiền điện tử, Bitcoin hay nhất tại Việt Nam, trong nước và ngoài nước. Ở đây mình cung cấp chất xám cho bạn về Bitcoin. Ở đây mình cung cấp những thông tin rò rỉ, cũng giống như mình cho bạn 3-4 giờ sáng nó sẽ công những cái spot Bitcoin ETF. Không có một người nào có cái thông tin và dữ liệu như vậy. Mình cho bạn nhà trong cái phát trực tuyến hồi tối hôm qua, ok, 11 giờ tối. Và đó, và 4 giờ sáng nó xảy ra. Ok. Và mình đã cho bao nhiêu anh em đã va chạm với cái nền tảng này tháng này qua tháng nọ. Ok. Mình làm cái công việc này hơn 4 năm mấy trời, một ngày mười mấy tiếng. Mình đã cung cấp tín hiệu cho anh em cộng đồng Việt Nam trong nước, ngoài nước. Ok. Số nhiều là ngoài nước, đúng không? Tuy mình cung cấp tín hiệu từ tháng 1 đến giờ, có nghĩa là 11, 12 tháng rồi. Xác suất lên tới 90-95%. Làm sao xác thực? Coi cái video 16 phút. Đi đâu coi? Lên cái nền tảng YouLove để coi nó. Để xác thực tín hiệu mình đã cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam. Mình cung cấp tín hiệu spot, mình cung cấp tiền tương lai, mình giúp anh em đầu tư dài hạn. Ok. Và ở đây mình tư vấn. Chuẩn bị tới đây nha, có những cái người đang giữ rác, những cái đồng NFT, những cái thứ rác rưởi. Ok. Thì nếu bạn muốn đổi những cái đồng bạn đang nắm giữ với những cái đồng có tính chất thật trong cộng đồng tiền tử để chuẩn bị tới đây đặng nhân cái tài khoản của bạn lên, thì bạn phải dọn cái rác của bạn. Chứ không, cái bị bạn đang nắm giữ nó sẽ trở thành con số 0, 0 và 0. Vậy thôi, xin chào mọi người.